Thì lúc nãy Nguyên đã nói về nhiều về tình trạng của cuộc chiến tranh ở tại Kharkiv, và Nguyên cũng đã bình luận cho các quý vị là nguyên nhân và lý do theo cái nhìn cá nhân của Nguyên về tại sao Putin đã thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì cái câu mà Nguyên nói đó là Putin hiện bây giờ giống như Tào Tháo vậy đó, rất là đa nghi và không còn tin tưởng ai hết. Trong cái bối cảnh tình hình chiến sự ngày hôm nay thì đúng thực tế là cũng không cần tin tưởng ai. Và nói về Tào Tháo thì làm Nguyên nhớ một cái câu danh ngôn của Tào Tháo mà làm cho Nguyên giữ là tới bây giờ. Thì các quý vị cũng biết là trên thế giới này có nhiều người nổi tiếng, những nhà triết lý học, những nhà khoa học, những nhà thành đạt thành công, hay là những nhà chính trị gia lỗi lạc, thường là họ có những cái câu danh ngôn mà để đời đó, bất hủ. Thì Tào Tháo cũng có nhiều câu. Trong cái câu Tào Tháo mà ông ta nói rất là hay, mà Nguyên muốn ở đây chia sẻ lại cho tất cả cô chú và anh chị em. Nếu các quý vị nào biết rồi thì nghe lại, các quý vị nào chưa biết thì cũng giống như là mình biết cái thời ngày xưa có một ông Tào Tháo, ông nói cái gì. Ông nói đó, trên cuộc đời của mình đó, những cái sự quan trọng quyết định lớn lao trên cuộc đời đó, là đầu tiên nhất là phải về hỏi vợ. Khi vợ nói cái gì thì chúng ta làm ngược lại là chúng ta sẽ thành công. Cho Nguyên nhắc lại, chắc là có thể lời phát biểu của Nguyên nó quá lẹ, các quý vị chưa có định hình được cái câu nói của Tào Tháo. Ông nói trên cuộc đời chúng ta, mọi sự việc lớn lao, khủng khiếp, những sự quan trọng trong định mệnh của chúng ta là về nhà chúng ta phải hỏi vợ chúng ta. Phải hỏi vợ mình. Vợ mình sẽ đưa ra những ý kiến, ý cò, đưa ra những lời khuyên. Mình chỉ cần làm ngược lại những gì vợ nói, mình sẽ đạt được thành công. Wow, ông Tào Tháo này, ông cũng hay. Ông hay các quý vị. Tào Tháo này, ông có một cái ý kiến rất là hay. Tại nhiều khi mình không biết là cái đường lối của mình có quyết định chính xác hay không. Mình không biết là cái sự quyết định của mình nó có đúng hay không. Mình có thể quyết định sai lầm hay không. Về nhà chỉ hỏi vợ thôi là biết liền. Biết cái kết quả. Biết con đường mình phải quyết định như thế nào. Nhưng mà Tào Tháo dở một cái, lỡ những người không có vợ thì sao? Hỏi ai bây giờ? Bác Tào Tháo là bác còn thiếu cái đó. Danh ngôn của bác nó còn thiếu vài cái câu, cái trường hợp nó đặc biệt. Không có vợ thì sao? Nguyên không nói đùa. Đây là cái câu nói của Tào Tháo các quý vị, trong sách vở có ghi chép. Các quý vị biết là Nguyên hay dùng những từ đùa trong cái diễn đàn của mình. Nhưng những cái lời của Nguyên nói đùa nó đều là những lời nói có thật trong lịch sử kìa. Yeah, trong lịch sử kìa. Nên là Nguyên không biết là đợt này là Putin mua vũ khí của Bắc Triều Tiên có hỏi vợ hay không. Nguyên không biết là Putin đợt này là đặt hàng của Bắc Triều Tiên mua vũ khí có hỏi vợ hay không. Nhưng mà Nguyên nghĩ là Putin đã chọn sai đường. Khi Putin không biết tìm biện pháp để tìm ra một con đường chính chắn là hỏi vợ mình trước. Chắc là Putin đã không hỏi vợ rồi. Chắc chắn là Putin đã không hỏi vợ rồi các quý vị. Thì gần đây nhất thì Nam Hàn, tình báo của Nam Hàn đã tiết lộ chúng ta biết một bản tin khá là gây sốc. Đó là ít nhất là 6.700 container của Bắc Hàn đã gửi cho Nga. Đó là những vũ khí mà Bắc Hàn đã bán cho Nga. Nhưng theo nguồn tin cụ thể cách đây không lâu, vài tiếng trước, là trước khi cái giờ mà Nguyên live sợ chim đó, chia sẻ với các quý vị đó, thì Nam Hàn đã công bố cho Nguyên biết, đó, điện thoại cho Nguyên biết là: "Ê Nguyên ơi, Nguyên ơi, mày chuẩn bị lên chương trình không? Tao cập nhật cái bản tin cho mày biết nè." Hỏi bản tin gì? Phần lớn vũ khí của Bắc Hàn mà bán cho Nga sản xuất năm 1970. Các quý vị, đó là những cái lô vũ khí mà Bắc Hàn bán cho Nga là năm 1970. Mà cái hàng Nguyên không biết là cái hàng nó hết đát rồi. Cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Các vị biết thế giới cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó mà. Và sản xuất năm 1970, các quý vị ơi. Đó, cái vũ khí mà cái lô hàng bán đó là phần lớn là vũ khí sản xuất năm 1970. Trời ơi, Nguyên không biết là khi Putin nhận cái lô hàng này rồi vũ khí nó như thế nào.
cho Nguyên đưa lại cái con số mà Nguyên đã cập nhật cho các quý vị và nhiều khi cô chú anh chị em nào không nắm rõ hay là mau quên. Thì vào tháng, từ tháng được kêu là 3 tháng gần lại đây, 3 tháng gần lại đây là trong những cái đầu tháng đó, thì người ta đã tìm khoảng tầm 50 cái quả tiễn của Bắc Triều Tiên. Và người ta đã lượm lại khoảng tầm 21 mảnh vỡ để mà người ta nghiên cứu. Ở trong cái sự nghiên cứu của người ta thì người ta đã đưa ra một cái kết luận là pháo của Bắc Triều Tiên có 50% là nhắm về hướng đông, nó bắn hướng tây. Ghê lắm. Nhắm vào hướng đông, quả tiễn nó bay hướng tây. Ghê chưa? Nó ngầu là ngầu chỗ đó đó. Đó, nhắm vào hướng đông, nó bắn hướng tây. Đó. Và một phần nữa nữa là nó bay nửa đường nó nổ. Nửa đường nó nổ, nó bay chưa đến mục tiêu là nó đã nổ nửa đường. Và có một loại nữa là nó chưa bắn nó đã nổ. Nó mới vừa nổ ngay chăn cà nông luôn, nó nổ trong nòng luôn. Nó là cái khả năng đánh, khả năng vũ khí của Bắc Triều Tiên người ta nói chưa đạt đến 50%. Chưa đạt đến 50%. Nhưng mà cái điều này nó cũng khó cho binh sĩ của Nga. Thí dụ mình nhắm vào phương Tây mà đạn phía bên phương Đông là mình phải nhắm ngược lại. Cũng khó lắm. Nên là Nguyên không biết là cái kho vũ khí mà Nam Hàn đã cung cấp thông tin đặc biệt cho Nguyên là sản xuất năm 1970, là cái loại vũ khí cái thời điểm đó nó lỗi thời và nó cũ xì cũ xích, nó còn có thể hoạt động nữa không, mà khi Putin phải bỏ một số tiền khổng lồ để mua, một con số tiền khổng lồ để mua, cho Nguyên nói là bị Putin không lựa chọn, vì Bắc Triều Tiên bán là bán theo cái lô hàng, Bắc Triều Tiên không bán theo là cái cam kết gì cả, bây giờ mua hay không mua thì thôi, anh mua không, anh mua thì tôi bán đó, cũ mới gì tôi cũng bán hết. Đó. Thì đối với Nguyên thì đây là một cái sự đầu tư của bác Putin nhà ta mà thiếu cái sự cân nhắc của bà vợ. Yeah. Đó. Cái này là bác Putin là thiếu sót. Bác Putin đã không nghe lời của của Tào Tháo nói. Nếu mà ông biết văn hóa Á Châu mà ông có nghe cái lời Tào Tháo nói là ông hỏi vợ ông trước rồi. Đó. Nguyên nói đùa thôi mấy cô nghe, mấy đừng có ném đá Nguyên nha. Tào Tháo nói chứ không phải là Nguyên nói. Nha. Cái câu nói này là Tào Tháo nói chứ không phải là Nguyên nói. Chứ đừng có vô diễn đàn của Nguyên của đả kích của ném đá Nguyên rồi. Rồi cái này cái kia nói xấu phụ nữ rồi không? Tào Tháo nói. Nguyên chỉ có lặp lại những cái người quá khứ thôi. Những cái người quá khứ, chừng nào mà Tào Tháo không có nói đó thì các cô vô ném đá của Nguyên cũng được. Nhưng đây là cái câu nói danh ngôn của Tào Tháo, nó có trong lịch sử. Nguyên lâu lâu Nguyên nhớ một hai câu và Nguyên tích lũy ra trong diễn đàn, Nguyên chia sẻ lại thôi. Thì đối với Nguyên đây là một cái sự khá là thất bại cho Putin về vấn đề mua vũ khí của Bắc Triều Tiên. Vì thực tế là Bắc Triều Tiên đang cần tiền. Vì Bắc Triều Tiên đang có thể nói là loại trừ những vũ khí trong kho của mình, đúng ra phải đi dục. Nhưng mà có ai đó ngu dại mua thì mừng quá, bán luôn. Thì các vị cũng biết là Nga cần sự cung cấp vũ khí, trong đó có những ba quốc gia chính mà Nga đang mua vũ khí. Đó là đến từ Iran, đến từ Trung Quốc và đến từ Bắc Triều Tiên. Và chắc phải biết là không có quốc gia nào dám thừa nhận bán vũ khí cho Nga hết, trừ Bắc Triều Tiên ra mà thôi. Iran vẫn phủ nhận là bán vũ khí cho Nga. Và Trung Quốc đã cam kết là không bán bất cứ vũ khí nào cho Nga hết. Tất nhiên chúng ta đều biết là những lời nói của Trung Quốc khó thể nào mà tin được. Nhưng riêng biệt về Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un không ngại ngần thừa nhận mình là bán vũ khí đó. Nên Nguyên nói dù sao đi nữa Nguyên vẫn nể Kim Jong Un, không sợ trời không sợ đất, tao bán đó, tụi bay muốn phạt cái gì mới phạt, tao muốn làm cái gì tao làm, tao bán đó. Trung Quốc còn không dám, nhưng mà Bắc Triều Tiên thì bất chấp đó. Đây là bản tin khá là sôi động về vũ khí của Bắc Triều Tiên mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật thêm một bản tin nhỏ nữa, bài phát biểu của phía bên chính phủ của Litva. Thì không phải là chính phủ riêng biệt của Litva không, là ba cái quốc gia Baltic, là ba cái quốc gia nhỏ gần Nga trong cái bờ biển Baltic. Trong nguyên nhắc nhẹ ha, là Estonia, Lithuania và Litva là ba quốc gia này. Thì ba quốc gia này đã có cái quan điểm chung là Putin đang củng cố và xây dựng lực lượng quân đội để thực thi cái ước mơ của mình,
và thời Liên Xô cũ. Putin đang củng cố lực lượng, thay đổi nhân lực và thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó, đang để gom hết quyền lợi, quyền lực trong tay của mình, từ quân đội đến vấn đề nhân sự và kinh tế của đất nước nằm trong sự quản lý của mình, để thực thi cái bá quyền xâm lược thời Liên Xô cũ. Tất nhiên đây là cái lời cáo buộc một hướng của phía bên ba quốc gia này. Và bởi vì sự thay đổi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã dẫn đến cái sự lo lắng là Putin muốn thao túng hoàn toàn quyền lực. Thì ổng đã nắm rồi, nhưng bây giờ ổng muốn quản lý. Ngày xưa ổng là người điều hành đất nước, nhưng mà ổng vẫn còn lo. Ổng vẫn còn lo là có những binh sĩ vẫn đứng về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đứng về tham mưu trưởng. Bây giờ là cái gì ổng cũng phải nắm và quản lý hết. Ổng muốn nắm trong lòng bàn chân của ổng chứ không phải lòng bàn tay này các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề phát biểu của ba quốc gia Baltic đã nêu lên cái vấn đề quan ngại của họ sau khi thay đổi nhân lực của chú và anh chị em ở tại đất nước Nga. Chúng ta nói về Nga khá nhiều rồi, thì cho nguyên bản phép chúng ta đi vào những bản tin khác trên thế giới, những bản tin chấn động mà được nhiều người chú tâm. Bản tin thế giới là gì? Là Nguyên đã lựa, Nguyên sàng, Nguyên lọc. Thì tin tức thì các quý vị cũng biết nó nhiều lắm, nó nhiều vô kể. Vì trong diễn đàn của Nguyên á, thì Nguyên ít có cập nhật bản tin nhân sự, có nghĩa là những sự việc giống như là trộm cắp, rồi cướp bóc, rồi những cái hành động như vậy đó. Nước này nước kia thì nước nào cũng có, tệ nạn xã hội thì nước nào cũng có, thì Nguyên ít có cập nhật. Nguyên chỉ cập nhật những bản tin liên quan đến chính trị, liên quan đến tài chính, liên quan đến thiên nhiên, thí dụ là như vậy. Thì bữa nay chúng Nguyên cập nhật cái vấn đề ở tại Brazil. Dùng đất Brazil. Nguyên chưa đến Nam Mỹ, Nguyên chưa có một cái chuyến đi nào Nam Mỹ hết. Thì trong thời gian sắp tới, Nguyên sẽ đưa ra một cái kế hoạch để đi một cái chuyến đi ở Nam Mỹ, cũng giống như Nguyên đi một cái chuyến đi Á Châu vậy đó. Nguyên sẽ đưa ra một cái kế hoạch là chuẩn bị, mà đặc biệt nhất là chuẩn bị tài chính. Đi đâu còn tiền nữa mà đi. Phải đi kiếm tiền rồi phải chuẩn bị cái tài chính để đưa ra một cái chuyến đi như vậy. Đi như vậy nó cũng tốn kém rất là nhiều các quý vị. Đi du lịch mà, là tất nhiên là phải tốn kém rồi. Nên là Nguyên cũng muốn định đi một cái chuyến ở Nam Mỹ trong thời gian sắp tới. Trong thời gian sắp tới. Thì nói về Nam Mỹ, Brazil là một cái quốc gia quá quen thuộc với chúng ta rồi. Đặc biệt là mấy bác nào mà mê đá banh thì thôi, Ronaldo rồi đó. Đó. Những cái cầu thủ đá banh Brazil thì quá nổi tiếng. Đó là cái nơi mà cái vùng đất đã tạo ra nhiều nhân tài về trong lĩnh vực đá banh. Hay là những người đẹp, tuyệt đẹp Brazil. Đó. Thì gần đây nhất, ở tại Brazil đã xảy ra một sự việc đáng thương, đó là lũ lụt. Con người bây giờ cái khí hậu ngày hôm nay nó lạ kỳ lắm các quý vị. Ôi nhiều nơi thì nóng quá, nhiều nơi thì lạnh quá, nhiều nơi thì lũ lụt, nhiều nơi thì không có nước. Thì từ tháng 5, từ nhiều tháng chứ không phải là Nguyễn nói, từ nhiều tháng là mưa dầm và nó dẫn đến cái vấn đề lũ lụt ở tại Brazil. Cái sự lũ lụt nó lớn, hiện bây giờ là 143 người đã thiệt mạng. 143 người thiệt mạng. Và tính ra những thiệt mạng và tài sản trực tiếp đó là khoảng tầm 538.000 người đã bị thiệt hại về tài sản. Và phải di biến động dân cư. Nguyên dùng từ ngữ của mấy bác bên Việt Nam nha. Nguyên thấy cái câu này nó hay. Tại vì mỗi lần Nguyên nói là Nguyên nhớ là chuyện quá khứ là Nguyên cười hoài. Di biến động dân cư là dân nó nhúc nhích đó. Dân nó phải sơ tán đó. Di biến động dân cư là khoảng tầm gần cả 11 triệu người phải cần sơ tán. Để cho các quý vị biết là cái sự khủng khiếp nó cỡ nào. Tuy rằng cái con số thiệt mạng nó chưa phải là con số nhiều, 143 người, khi với cái sự tầm ảnh hưởng tới 500 mấy người bị ảnh hưởng và cả 10 triệu người, 10 triệu mấy người phải cần sơ tán. Thì cái sự di biến động dân cư này nó thiệt hại về tài sản rất là nhiều. Nên là chính phủ Brazil đã chi ra là 2 tỷ 3 đô la nha. Nguyên dùng từ đô la chứ tiền Brazil thì Nguyên không rõ. 2 tỷ 3 để mà yểm trợ giúp đỡ người dân trong một cái giai đoạn khó khăn. Và chính phủ có một cái lời nói rất là hay mà Nguyên mạng phép chia sẻ. Chính phủ của Brazil nói rằng là cái số tiền này nó cũng không xoa dịu được cái nỗi đau, cái sự mất mát của người dân. Đặc biệt là những người đã mất con của mình, mất đi người thân và gia đình. Chúng tôi cũng nỗ lực tối đa để chia buồn và đóng góp để giúp đỡ người dân trong cái công việc khó khăn. Và đây là cái số tiền của chính phủ và nhiều quốc gia khác
sẽ yểm trợ và những hội đoàn khác sẽ yểm trợ. Thì hiện bây giờ Mỹ cũng đang liên lạc với phía bên Brazil và để yểm trợ cho Brazil một phần để giúp đỡ Brazil vượt qua được cái khủng hoảng về cái vấn đề lũ lụt. À, có thể là đây là những cái trong những lũ lụt lịch sử nhất của Brazil mà chưa bao giờ có. Thì các quý vị cũng biết là cái chuyện đó lâu lâu nó cũng có, Trung Quốc cũng sắp sửa có. Chỉ điều là đây là một cái vấn đề lũ lụt lớn để được có nhiều người người ta bận tâm trên cả thế giới. Đây là một cái khí hậu mấy năm nay nó khí hậu nó bất chợt. Các quý vị biết mà Việt Nam mình đang thiếu nước, nóng nghiêm trọng. Bây giờ nhiều quốc gia giống là Philippines á, cho đứa nước nghỉ học vì nóng quá, học bị bệnh. Nóng quá, 40 mấy độ. Và có nhiều nơi thì nước nó ngập như vậy. Một bản tin cũng liên quan về khí hậu, về thiên nhiên bất chợt, đó là Canada. Hiện bây giờ Canada đang bị cháy rừng. Và cái quy mô cháy rừng này không thể khống chế được nữa. Khủng khiếp không? Canada bây giờ đang cháy rừng một cách khủng khiếp. Các vị ngày hôm qua Nguyên cập nhật là cái bản tin cháy ở tại Ba Lan đúng không? Cái cháy Ba Lan là cháy một cái nơi trung tâm thương mại thôi, 1400. Cái này là cháy rừng của Canada, nó lớn khủng khiếp luôn ở Canada. Đây là một cái thiệt hại về thiên nhiên và khí hậu nó nặng nề. Nó sẽ là cực kỳ nặng nề trong những ngày kế tiếp. À, các quý vị, thì cái điều này ở bên Canada, thì miền Bắc ở Canada sẽ đang lo lắng. Vì cái vấn đề cháy rừng này hiện bây giờ phía bên kêu là cái nơi mà dập cứu quả đó, họ đã bó tay chấm cơm rồi. Bởi vì trời nóng quá, bao nhiêu nước, bao nhiêu chất cũng không cách nào dập tắt được hết. Cái khí hậu năm nay nó quá khắc nghiệt. Và có nghĩa là cái cháy rừng nó loan tỏa ra quá lẹ. Thì thường á, cái cách mà ngăn chặn cháy rừng nó có nhiều cách. Người ta đốn cây hết, người ta làm sập hết, người ta đào cái kênh mên để cho lửa nó không có lan tỏa ra. Nhưng mà đợt này cách nào cũng không cách nào dập tắt nổi. Cách này Nguyên cũng không biết là cái cháy rừng của Canada chừng nào nó dập tắt nữa. Để nói cho các quý vị biết là có những quốc gia đang gặp những cái tình trạng khắc nghiệt về khí hậu. Vì tại sao Nguyên nói cái điều này? Thì cho Nguyên nói á, là đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay cũng đang đối đầu với những sự khắc nghiệt đó. Đúng không? Rồi trong tương lai chúng ta có ông Campuchia, Onon Salanmonte đó, thuộc Sài Đông Cô Chơi đó. Ông chuẩn bị cái đào cái kênh cuối năm nay. Và những năm kế tiếp Việt Nam mình sẽ ra sao là một cái câu hỏi mà chưa có câu giải đáp. Rất là nhức đầu các quý vị. Rất là nhức đầu và nhức óc. Nên là nói về chút xíu về khí hậu để cho các quý vị có cái sự bận tâm và khí hậu ra thay đổi. Mà Nguyên nghĩ là các quý vị ở bất cứ quốc gia nào cũng cảm nhận điều đó. Cảm nhận điều đó, sự khí hậu nó đã thay đổi. Và đặc biệt là nhiều nơi thì nóng quá, nhiều nơi thì lạnh quá. Mà nói thì nói thì Việt Nam mình là khổ nhất. Việt Nam mình nóng quá thì cũng thiếu nước, mà mưa nhiều quá thì mình bị lũ lụt. Mình là khó xử, nóng cũng không được mà mưa nhiều cũng không được. Việt Nam mà cứ Sài Gòn mà cứ mưa nhiều là lũ lụt thôi. Cứ việc Sài Gòn là thành phố thủ đô miền Nam Việt Nam mà cứ mưa nhiều là lũ lụt à. Mà nắng nhiều cũng than, mà mưa nhiều cũng than, khổ lắm. Nên là đường nào mình cũng khó chịu lắm. Đó là bản tin liên quan đến khí hậu mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin của Hoa Kỳ. À, để cho các quý vị ở Mỹ hay mấy bác là không ở Mỹ, đó, ở Mỹ Tho hay ở Mỹ Thuận theo dõi để cho biết. Đầu tiên nhất là bản tin khá vui cho cựu Tổng thống Trump. Đó là cái buổi mà hiện diện ở tại tiểu bang xanh, tiểu bang của đảng Cộng Hòa đó. Cái người mà đến để mà nghe bài phát biểu của cựu Tổng thống Trump trong cái meeting, 100.000 người. Adu! 100.000 người các quý vị để ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Các quý vị phải hình dung cái số lượng người đến nó lớn cỡ nào. Nguyên nói thực tế, mặc dù nhà ta được 1.000 người chưa không là Nguyên chưa thấy. Cái người mà ủng hộ cho bác Joe đi những cái buổi phát biểu á, nhiều khi có tới chưa đến 1.000 người nữa. Nhiều khi chưa đến 1.000 người nữa. Á, chưa đến 1.000 người nữa. Bác Trump nhà ta quất 100.000 người. Wow. Cái điều hay của bác Trump á là bác Trump có khả năng thuyết phục. Và trong cái bài diễn giải á, nói chuyện người ta không có chán.
người ta nghe rất là lâu, nhiều khi ông nói 2-3 tiếng ông hay thiệt. Nguyên nói 45-50 phút là Nguyên khen cái cổ là Nguyên mệt. Bác Trâm nhiều khi nói 2-3 tiếng mà cái người dân người ta nghe đó, người ta vẫn nhiệt tình và vẫn sôi động. 100.000 người, khủng khiếp thiệt. Một cái con số mà Nguyên nói là không ngờ được một nhà chánh trị gia có thể thu hút được cái sự bận tâm và được cái sự người dân ủng hộ nhiều như vậy. Thường người dân người ta ủng hộ nhưng mà người ta không đến mức độ mà người ta cuồng nhiệt để mà người ta đến nơi đó, vì các vị biết là phải chi phí và thời gian đến nơi đó với một sự đông đúc người như vậy. Thì đây là một con số trong những cái kỷ lục mà bác Trump đã đạt được, để chúng ta biết là cái khả năng của bác Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc nó cực kỳ là cao. Nó cực kỳ là cao các cái vậy. Nhưng bác Joe thì không quan tâm. Bác Joe nói chuyện là chuyện nhỏ. Tao có 81 triệu lá phiếu mà lo gì. Trump có 100.000 người sao? Chuyện nhỏ, ngày xưa tao có 81 triệu lá phiếu mà. Nên là đối với Trump là Trump vẫn không có cửa đâu. Nhưng đây là một cái bản tin nhỏ để cho các quý vị thấy rõ được là bác Trump được sự ủng hộ rất là nhiệt liệt của những đảng Cộng hòa rất là dữ. Nguyên phải nể luôn cái số lượng đó. Bây giờ các quý vị vận động 1.000 người đã khó rồi. Nó thật. Bây giờ tổ chức một cái gì đó mà vận động 1.000 người đó là một cái điều khó khăn rồi. Huống chi 100.000 người đến. Về vấn đề của bác Joe thì Nguyên khá là tội nghiệp. Vì trong cái bối cảnh của bác Joe là trong cái bối cảnh là ứng cử viên của năm 2024, khi lúc đó đất nước Mỹ đang trải qua những cái sự thích thách và khó khăn. Thứ nhất là vấn đề vô gia cư, vấn đề những người bất hợp pháp xâm nhập, vấn đề tệ nạn của xã hội, xì ke, ma túy, vấn đề thất nghiệp, khủng hoảng về năng lượng, khủng hoảng về ngoại giao chiến tranh. Nói chung là bác Joe ở trong cái thời điểm mà làm tổng thống không được suôn sẻ của nước Mỹ. Vì nước Mỹ bây giờ phải gặp nhiều cái sự khó. Thứ nhất là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga phải giải quyết làm sao cho nó tốt đẹp. Buông bỏ Ukraine thì không được rồi. Đó. Phải tiếp tục yểm trợ cho Ukraine như thế nào để hợp lý, để không tốn kém nhiều và cũng không kéo mình vào trong cuộc chiến. Tình hình ở tại Trung Đông thì Do Thái và Mỹ lại để hoàn toàn có những cái quan điểm trái chiều. Hiện bây giờ thì yểm trợ Do Thái thì không được khi cả thế giới quay lưng với Do Thái. Và người dân, học sinh ở tại Hoa Kỳ đang biểu tình. Nên là bây giờ không yểm trợ cho Do Thái thì mất đồng minh. Nên là vấn đề của Do Thái cũng đã làm cho chính phủ Mỹ phải nhức đầu. Rồi phải đưa ra cái biện pháp để đối phó với Trung Quốc, sự bành trướng của Trung Quốc, bảo vệ cho đồng minh ở tại Philippines, ở tại Nam Hàn, ở tại Nhật Bản. Rồi phải bảo vệ Đài Loan như thế nào, Mỹ cũng phải nhức đầu và nhức óc. Đó. Phải nói là ở trong một cái giai đoạn thì bác Joe gặp nhiều cái sự khó khăn và trắc trở hơn bác Trump. Vì cái người ai đang làm chính phủ, ai là điều hành thì cái người đó phải có trách nhiệm. Nên trong cái gián cược này, bầu cử này thì đối với Nguyên tội nghiệp cho bác Joe vì bác Joe phải gặp khó khăn quá nhiều. Bác Trump thì vấn đề pháp lý thì cái điều đó là phải chịu. Nhưng bác Joe thì ngược lại phải giải quyết tất cả những mấu chốt. Và sự giải quyết của bác Joe nếu không ổn thỏa thì lá phiếu sẽ không có. Mà làm sao làm vừa lòng được mọi người. Một bên thì ủng hộ Do Thái, một bên thì ủng hộ Palestine, một bên thì ủng hộ ngừng viện trợ cho Ukraine, một bên thì muốn giúp đỡ. Đứng bên nào cũng chết. Đứng bên nào cũng sẽ mất lá phiếu hết. Nên sự lựa chọn, sự quyết định của bác Joe trong tương lai nó khó khăn rất là nhiều. Để tìm ra được những cái lá phiếu ủng hộ cho mình vào bỏ phiếu vào tháng 11 của năm 2024 nha cô chú và anh chị em. Đó là bản tin nho nhỏ của Hoa Kỳ mà Nguyên muốn cập nhật chia sẻ cùng các quý vị. Mến thương để cho các quý vị nào mà ở Hoa Kỳ thì Nguyên nghĩ là các quý vị đã nắm rõ hết rồi. Và bây giờ chúng ta xen ra một chút xíu bản tin tại châu Âu, rồi Nguyên sẽ quay lại bản tin của Việt Nam. Bản tin của châu Âu thì đầu tiên nhất là Trung Nguyên nói là ngày hôm qua thì cái ngọn lửa Olympic đã đến miền Nam đất nước Pháp, vùng đất Marseille, thành phố Marseille mà nhiều người đã biết. Thì Trung Nguyên nói là Olympic là cái môn thể thao mà chúng ta thường xuyên chúng ta xem trên đài truyền hình của chúng ta đó. Người ta chạy đua, người ta phóng lao, người ta đủ thứ cả. Olympic, cái ngọn lửa nó tượng trưng cho cái ngọn lửa hòa bình. Và Châu Nguyên nói á, trong cái thời mà kêu cái thời Rome ngày xưa đó, cái đế chế Rome đó,
họ chế tạo ra Olympic trước đó, họ người ta đã chế tạo rồi. Mục đích chế tạo ra Olympic là cái môn thể thao để giải quyết căng thẳng chính trị. Nó không đơn giản chỉ là một cái môn thể thao không. Ngày xưa người ta dùng thể thao để giải quyết những cái tranh chấp chính trị, căng thẳng tranh chấp chính trị, và dùng thể thao để giải quyết mọi vấn đề mấu chốt. Và bây giờ thì nó vẫn tượng trưng cho vấn đề hòa bình. Thì năm nay thì Châu Nguyên nói sơ, Thế vận hội sẽ tổ chức ở tại thành phố Paris, là một cái thành phố đông dân nhất ở tại Pháp, với con số dân hiện bây giờ gần 12 triệu dân ở tại Paris. Dân số Paris không 12 triệu dân. Và cái lượng khách du lịch của mỗi năm vào mùa hè thì các quý vị biết nó rất là nhiều. Con số Nguyên không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu triệu, nhưng rất là nhiều khách du lịch, vì Paris vẫn là thành phố được yêu chuộng nhất trên thế giới này. Người ta thích đi Paris thắm cảnh. Và cái số lượng ngoài khách du lịch, chúng ta sẽ có một cái khách lớn, đó là khách Thế vận hội. Rất là nhiều người đi đến. Nên là Paris sẽ đông đúc. Nếu các quý vị nào có ý định, Nguyên không khuyến khích, nhưng nếu các quý vị nào có ý định thì nhớ đặt trước, đặt khách sạn trước, đặt đồ trước, đặt cái gì cũng trước. Nếu không các quý vị sẽ không đi được cái gì hết, vì nó quá đông người. Nên nếu các quý vị có ý định, còn Nguyên, cộng đồng người Việt Nam mà Nguyên quen biết anh chị em, thì Nguyên khuyên là không nên đi. Thứ nhất là nó quá đông đúc, khí hậu lại nóng, và có thể nó trong một cái giai đoạn mà thế giới đang căng thẳng, tụi khủng bố nó đe dọa khắp nơi, nhiều vấn đề. Hãy nên tránh vào cái mùa hè ở tại Paris năm nay, khi số lượng người quá đông. Vấn đề vận chuyển không là một cái vấn đề phức tạp, thực tế là một vấn đề phức tạp. Đó là cái lời khuyên chân thành của Nguyên. Tuy rằng Nguyên người Pháp, thời điểm đó Nguyên cũng đang ở Pháp đó, nhưng mà Nguyên ở dưới quê. Các quý vị về quê đi, về quê Nguyên đi, Nguyên dẫn đi coi đồng ruộng. Nguyên ở Pháp là Nguyên ở dưới quê không à, quê nhà không à, Nguyên không có ít cái nào ở thành phố lắm. Nguyên ở dưới quê không à, Nguyên ở dưới quê nó thoải mái, nó thoải mái, nó không có bị áp lực, đó, đó, nó rất là nhẹ nhàng. Đó là bản tin liên quan đến châu Âu nho nhỏ. Và bây giờ các bác ở Việt Nam, Châu Nguyên hỏi là mấy bác nào ai ở Sài Gòn? Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, nó 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 nó. Mấy bác nào ở Sài Gòn, Châu Nguyên số 1 coi. Mấy bác anh chị em nào hiện bây giờ đang ở Sài Gòn? 7 giờ chiều ở Sài Gòn, Nguyên đưa bản tin vui cho Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn. À, để cho các quý vị nào có tin vui cho Sài Gòn nha. Wow, nhiều vậy đó hả? Mấy bác Sài Gòn nhiều vậy? Theo dõi Nguyên ở Sài Gòn nhiều ạ. Đây là bản tin vui cho mấy bác ở Sài Gòn, mà tất nhiên là bản tin vui dành cho những người có điều kiện. Dạ, yeah. Vì Châu Nguyên nói là đây là bản tin vui dành cho những người có điều kiện. Mấy bác không có điều kiện thì tin này nó cũng chẳng có cái gì vui. Dành cho những người có đất, có đai ở tại Sài Gòn, thì chúng ta đã biết Sài Gòn là cái thủ phủ ở miền Nam. Sài Gòn là một cái nơi đem được cái nguồn tiền kinh phí cao nhất cho đất nước Việt. Sài Gòn là một cái nơi đầu tư phát triển. Sài Gòn là cái nơi có nhiều cái đẹp nhất đó. Nói chung là Sài Gòn là đỉnh của miền Nam Việt Nam đó. Và bữa nay có bản tin vui, đó là chính phủ của Sài Gòn đã quyết định thống nhất là cho phép biến đất khác, họ dùng chữ đất khác, trở thành đất dân cư. Người dân có quyền biến đất khác thành đất dân cư. Thì các quý vị cũng biết là cái thành phố nó có quy hoạch, có những vùng đất các quý vị xây dựng không được, các quý vị không thể xây nó thành nhà ở được. Nó chỉ là đất nông nghiệp, thí dụ, hay là đất trồng trọt, đất này đất kia. Thì hiện bây giờ Sài Gòn cho phép người dân có quyền biến những cái đất, thí dụ là đất nông nghiệp, trở thành đất dân cư và xây dựng. Đấy, ai mà có đất ở Sài Gòn, đặc biệt là loại đất này đất kia, thì một ngày đẹp trời nó sẽ biến thành số tiền khổng lồ. Vì đất nông nghiệp với đất nhà cửa nó hoàn toàn khác biệt với giá cả. Giá cả là một trời một vực. Đó, và Sài Gòn đã thống nhất ngày hôm nay, đã bỏ phiếu, mấy ông Sài Gòn đã quyết định và đã chấp thuận cái điều đó. Tất nhiên nó phải qua một cái thủ tục nào đó thì Nguyên không có nghiên cứu kỹ. Nhưng mà Nguyên nói là chỉ có dành cho những nhà đại gia, vì việc ở Sài Gòn dân lao động làm gì có đất. Má mướn một cái căn hộ nhỏ xíu không, còn không đủ tiền để mướn. Ở Sài Gòn mà dân mà nó có đất
để mà trồng trọt, dân có đất để mà có rừng. Các vị biết thì là cái dân đó là phải dân là dân đại gia, dân thượng lưu, à, dân có lưu chứ lên á, dân mà có lưu chứ lên, chứ mà dân cu ly làm gì có đất, làm gì có đủ khả năng mua một cái căn nhà ở Sài Gòn mà có đất. Đó, dân cu ly 7-8 triệu, 10 triệu kiếp nào mua được căn hộ 5-6 tỷ, làm gì có đất. Mà Sài Gòn là dân số đông, là đất đâu có bao nhiêu. Những cái người mà có đất xung quanh đó là toàn là những người có điều kiện, nguyên đó là những người đại gia. Chứ mà chắc các vị nhìn có dân số Sài Gòn là 10 triệu dân, 10-11 triệu bây giờ. Dân ở là toàn là khấm không, một cái mét vuông, 4 mét vuông, 5 mét vuông mướn ở những căn hộ để đi làm lao động. Đất đâu mà ra, đất đâu mà xây nhà. Nói, tuy rằng là đất nông nghiệp ở Sài Gòn nó cũng đắt, chứ đừng có nói. Thì mấy bác nào mà có đất ở xung quanh Sài Gòn, nằm ở trong quy hoạch của Sài Gòn, và đất kêu là đất nông nghiệp hay là đất rừng, đất gì Nguyên không có biết nha, kêu là đất của dân mà không phải là đất, kêu là đất dân cư xây dựng và bây giờ có quyền phép xây dựng. Đây là cái đường lối mới mà người ta cho là tin vui, mà đối với Nguyên là tin vui cho những gia đình có điều kiện. À, gia đình có điều kiện, gia đình đại gia thì tin vui cho đại gia, chứ mà dân nghèo mà chỉ có gia thôi thì không có gì đặc biệt hết. Dân nghèo mà chỉ có gia thôi thì không có gì đặc biệt. Thì đây cũng là cái bước đi của Sài Gòn. Có thể là những cái tỉnh thành khác nó sẽ làm trong những ngày kế tiếp. Thí dụ là những cái tỉnh thành lớn ở miền Tây là Cần Thơ nè, vân vân nè. Đó thì nói chung chung là mấy ông cũng suy nghĩ như thế này nè. Chắc là mấy ông nghĩ là bây giờ 4 năm nữa cũng không còn nước nữa, 4 năm nữa thì miền Tây Việt Nam mình cũng không còn miền nước nào nữa. Thì không có nước nào nữa thì thôi tụi bay xây nhà thôi chứ trồng trọt trồng gì nữa. Mà ông chắc là cũng suy nghĩ như vậy. Bây giờ 4 năm nữa là khu vực miền Tây là hình như là nó sẽ là hạn hán. Sau khi cái kênh đào của Campuchia mà nó thành hình thì chắc chắn là tụi bay cũng không còn nước để mà xài đâu. Không còn nước nữa thì đâu có trồng trọt được cái gì. Thôi không trồng trọt được cái gì, thôi bây giờ là xây nhà cho được rồi. Xây nhà từ bây giờ này là cũng được rồi. Nha. Nha. Nên là Nguyên nghĩ là mấy ổng suy nghĩ như vậy. Nên là mấy ổng đã đổi lực. Mấy ổng đổi lực. Mấy cái đất trồng trọt, mấy đất này đất kia tụi bay có thể xây nhà hết. À đó. Đó là cái khu vực Sài Gòn nha. Những tỉnh thành khác thì chưa các quý vị nha. Chỉ riêng biệt ở Sài Gòn thôi. Cho Nguyên nói các quý vị đừng có lầm nhẫn là mấy bác ở Hà Nội, rồi mấy bác ở An Giang, Hậu Giang gì đó. Mấy bác tưởng là thật là mình xây tầm 7, tầm 3 rồi đổi thừa Nguyên là chết. Khu vực ở Sài Gòn, nằm ở trong cái chỉ huy của Sài Gòn thôi nha, riêng biệt ở Sài Gòn thôi, chứ đừng có nghe bên Đông mà hiểu bên Tây là chết Nguyên đó. Mấy nghe cái tin ở Sài Gòn mà xây ở Hà Nội là chết đó, rồi đổi thừa cho Nguyên là Nguyên không có chấp nhận nha. Phải nghe cho kỹ, ở Sài Gòn, nằm trong cái sự chỉ huy của Sài Gòn à, chứ đừng có giống như quả tiễn của Bắc Triều Tiên nha, nhắm phương Tông mà chạy hướng Tây là chết. Chết. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Việt Nam mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và sẵn tiện ở đây thì chúng ta sẽ nói về một chút xíu về cái vấn đề cái kênh đào của Campuchia. Kênh đào của Campuchia ha. Nguyên đã thấy rất là nhiều comment các quý vị ở trong cái chủ đề đó, và cảm ơn các quý vị đã bận tâm. Nguyên thấy có rất là nhiều cô chú anh chị em bận tâm rất là nhiều. Dư luận xã hội cũng bắt đầu để chú ý về cái kênh đào của Campuchia. Cho Nguyên khẳng định mấy điều để cho các quý vị hiểu. Là Campuchia họ quyết tâm họ làm. Nên các quý vị đừng có mong mơ là Campuchia họ sẽ ngừng công trình. Tiền bạc họ đã kiếm đủ. Tiền bạc về 1 tỷ 7 họ đã kiếm đủ để xây dựng công trình. Thứ nhất là Campuchia họ đã quyết tâm và họ đã bất chấp lời phản bác của Việt Nam. Lời kêu gọi của Việt Nam họ bất chấp và họ nói thẳng là họ không có trách nhiệm để báo cáo cho Việt Nam. Nếu có cần báo cáo thì họ báo cáo đến cái hội đồng của Mekong. Nhưng mà Châu Nguyên khẳng định một câu là họ bất chấp và họ thực thi cái làm điều đó. Ngày hôm qua thì có một cái phía bên đảng đối lập của Campuchia. Ông ta đã có lời phát biểu là ông ta nói thứ nhất là ông ta không muốn đất nước Campuchia đã trở thành một cái chiêu bài, con chốt chính trị của Trung Quốc để biến cái kênh này trở thành một cái nơi vận chuyển khí tài quân sự mà của Trung Quốc để mà Trung Quốc có thể bành trướng Á Châu. Và cũng không lợi dụng Campuchia để đánh nhắm vào kinh tế của những quốc gia khác, đó là Việt Nam. Thì đây là lời phản bác của một nhà chính trị gia Campuchia. Ngày mai, ngày mốt,
Nguyên sẽ phân tích cho các quý vị rõ hơn về phát biểu của ông. Thì để cho các quý vị biết rằng là cái kênh đào Campuchia là một cái âm mưu chính trị cực kỳ là lớn. Nó không đơn giản chỉ là một cái kênh sông để cho tàu bè vận chuyển hàng hóa của Campuchia không, mà nó là một cái chiến lược chính trị quân sự cực kỳ là nguy hiểm, đặc biệt là nhắm vào Việt Nam của chúng ta. Thiệt hại ít hay nhiều thì chúng ta không rõ, nhưng mà chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ thiệt hại. Khi lúc đó Châu Nguyên nhắc, các quý vị đã nghe những bản tin khí hậu khắc nghiệt, thay đổi đặc biệt là trong những năm gần đây rất là lớn. Và cái điều mà vấn đề Việt Nam chúng ta thiếu nước ngọt, nó sẽ nghiêm trọng theo mỗi năm. Theo mỗi năm. Khi lúc đó Campuchia đã cắt ngang con sông trên thượng nguồn, thì chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ thiếu nước, không thể nào không thiếu nước được. Và khi lúc đó nhà nông của chúng ta sẽ như thế nào, nông nghiệp chúng ta ra sao, cũng giống như mấy ông chính phủ xây nhà đây bây ơi, đừng trồng ruộng nữa. Nhưng mà khi lúc đó chúng ta không trồng ruộng được thì giá cả lương thực chúng ta nó sẽ ra sao, giá cả lương thực của chúng ta nó có được ổn định hay không? Đó là một chuyện, đó là một chuyện mà chúng ta phải cần suy nghĩ. Rồi những người sống cặp ven sông, họ phải sống như thế nào? Hàng triệu người sống cặp ven sông, sống nhờ sông. Khi con sông không còn, nó không còn đủ hoạt động nữa, họ làm nghề nghiệp gì? Sự tác động của nó lớn vô cùng. Sự ảnh hưởng của nó lớn khủng khiếp. Và Nguyên đã từng đưa ra những giải pháp để chúng ta có thể bắt đầu làm từ bây giờ. Thứ nhất là chúng ta phải đưa ra một cái hồ sơ trình bày cái sự thiệt hại của Việt Nam lên tòa án quốc tế. Để cho cái hồ sơ, Việt Nguyên nói chắc quý vị biết là luật pháp họ không phải giải quyết một ngày một bữa, nhiều khi trình bày lên hồ sơ một năm sau họ chưa giải quyết, vì họ đâu phải chỉ có giải quyết vấn đề của Việt Nam, toàn cầu cả thế giới. Nên là chúng ta phải trình bày càng sớm càng tốt lên tòa án của thế giới. Và khi lúc mà tòa án thế giới nó giải quyết thì lúc đó là công trình Campuchia cũng đang xây dựng. Thì khi đã nêu lên cái sự thiệt hại thì Campuchia họ có hai lựa chọn. Một là họ đồng ý cái bồi thường khi Việt Nam thiệt hại. Bồi thường khi Việt Nam thiệt hại. Hai là họ ngừng công trình. Thì cái điều đó là một cái điều mà chúng ta phải cần làm sớm và cần trình bày cái hồ sơ thiệt hại của chúng ta nó cụ thể. Vì thiệt hại nó chắc chắn là có. Chắc chắn là có chứ không thể không thiệt hại được. Nên là cái điều đó phải làm mau, lẹ. Vì hiện bây giờ Việt Nam chúng ta không dám dùng quân, cái là dùng vũ lực để đối phó với Campuchia. Vì cái người đứng sau lưng âm mưu này nó không phải là Campuchia, đó là Trung Quốc. Mà gặp Trung Quốc làm sao chúng ta dám đụng được? Trung Quốc là anh cả mà, đụng với Trung Quốc là mình hổn hay sao? Đó, anh thì quýnh em được chứ em thì phải giả giả vân vân thôi. Mình hổn thì sao? Bác đã dạy rồi mà. Bác đã dạy rồi. Nên là mình đâu có đụng Trung Quốc được. Nó bác đã dạy rồi, mình đâu có đụng Trung Quốc được. Đó các bạn. Nên là bây giờ là đụng Trung Quốc quân sự thì không được rồi. Đó, đại ca mình sao đụng được. Đó. Nên là bây giờ là mình phải đi thưa tòa án quốc tế thôi. Mình chỉ có đi thưa tòa án quốc tế thì quả may thì cái con đường nó còn con đường mà cứu vớt. Còn nếu không thì cái sự thiệt hại của chúng ta thì nó mới nói với các quý vị không, nó lớn khủng khiếp. Nó lớn hơn một cuộc chiến tranh. Và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của người dân Việt Nam chúng ta là người dân miền Tây. Nó rất là ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, một cách nghiêm trọng. Nên là cái điều này là cái điều mà hiện bây giờ Việt Nam không dám dùng vũ lực với Trung Quốc. Nếu mà Việt Nam mà dùng vũ lực thì thực tế nó dễ dàng cho Việt Nam. Vì Campuchia bây giờ chưa đủ mạnh. Campuchia bây giờ có sự tiến bộ nhưng chưa đủ mạnh với Việt Nam. Nhưng là bởi vì sau lưng Campuchia là Tập Cận Bình. Nên là lý do đó là chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay. Nếu mà một mình Campuchia và Việt Nam thì tất nhiên Campuchia là sẽ bị tuột ra đóng rồi. Làm gì Campuchia mà có cửa với Việt Nam? Nếu mà chỉ có là một đối với một. Nha. Trên sân chiến trường chỉ có một với một là Campuchia sẽ bị tuột Sài Đông hết. Tuột Sài Đông mà thời gian mà kéo Sài Đông lên. Thời gian đâu mà cầm xuống. Tuột Sài Đông là thời gian là không cách nào có cơ hội cửa được. No do. No do nha các bạn. Không phải là Nguyên binh người Việt Nam đâu. Nguyên chỉ phân tích theo GDP, dân số và khí tài quân sự thôi.
Nguyên chỉ có phân tích theo cái dân số, GDP và khí tài quân sự, chứ không phải là mình người Việt Nam, mình binh người Việt Nam mình đâu. À, cái điều đó các bác đừng có nghĩ như vậy. Nguyên đưa tin lúc nào cũng chính xác hết. Nguyên đưa tin theo cái sự hiểu biết và cái tình hình, cái cán cân quân sự nó như thế nào. Giữa Campuchia, Việt Nam và cái cán cân quân sự nó chênh lệch rất là nhiều. Campuchia đang gượt theo thời gian để làm thăng bằng lại, nhưng mà Campuchia còn lâu lắm mới gượt kịp. À, tuy rằng Campuchia được sự viện trợ đến từ Trung Quốc, nhưng mà thực tế thì chúng ta đều biết cái sự viện trợ đó với cái sự khả năng quân sự của Campuchia trong thời gian gần đây chưa đạt được. Nên là nếu mà không có Trung Quốc thì Campuchia không bao giờ dám làm cái kênh này hết. Nhưng mà điều đó là âm mưu của Trung Quốc. À, nó vô nó quất mình, ông Nguyên nói là chơi với Trung Quốc chán lắm. Mấy ông nào không biết là bái ông à, bái ông Trung Quốc làm anh, không biết cái đầu óc bị cái vấn đề gì. Nó đô hộ mình 1000 năm mà vẫn coi nó là anh. Thì Nguyên nó đầu óc có vấn đề các quý vị. Nó xâm chiếm mình, nó đô hộ mình cả ngàn năm nay mà vẫn coi nó làm anh em là xong rồi. Xong, mấy người như vậy là không có thể cứu vãn được. Đầu óc như vậy là Nguyên nói là không thể nào giúp đỡ được hết. Có những đầu óc các quý vị biết không, nó bị xét, mình rửa ra, mình tẩy ra, nó có thể hoạt động nó tốt được, nó có tiến bộ được. Nhưng cái đầu óc mà cả ngàn năm nay rồi mà vẫn không thoát ra được Trung Quốc thì không thể nào tiến bộ được. Ngày nào mà còn thân cận với Trung Quốc thì ngày đó chúng ta sẽ còn bị hà hiếp và ngày đó chúng ta không gặp được. Tại sao Nhật Bản họ không bị ảnh hưởng với Trung Quốc? Vì họ với Trung Quốc nó rất là rõ. Tại sao Nam Hàn họ không bị ảnh hưởng với Trung Quốc? Vì họ rất là rõ. Từ khởi đầu trước khi Nam Hàn trở thành quốc gia cường mạnh, họ đã rõ với Trung Quốc. Họ rõ nét với Trung Quốc. Mang giao với họ với Trung Quốc rất là rõ. Họ không nhượng bộ với Trung Quốc. Và nhờ như vậy đó họ mới trở thành cường quốc. Nhờ cái sự đối kháng với Trung Quốc họ mới biến cái quốc gia họ trở thành cường quốc các quý vị ạ. Chứ những cái quốc gia nào mà các quý vị biết đó, ở cái gì tào lao quá Nguyên ơi hả, mấy bác không thích cái vấn đề tào lao đó, thì Nguyên nói diễn đàn của Nguyên đó, nó là cái cánh cửa mở rộng. Quan điểm chính trị hay quan điểm suy luận đó thì không có ai giống ai hết. Thí dụ mà nói về vấn đề mà chính trị thì mấy bác Red Bull sẽ không vui. Thì cái cánh cửa diễn đàn của Nguyên nó không bao giờ đóng. Nó lúc nào nó cũng welcome ai đến. Và nếu không thích thì cứ tự động mà đi. Vì ở đây là tôn trọng quan điểm đối lập và tự do. Mấy bác cho rằng cái quan điểm tào lao thì mấy bác có thể lựa chọn một cái đường lối vào trong những trang bác Red Bull mấy bác nghe. Nghe mệnh thì người ta ca ngợi lắm. Quá trời ca ngợi luôn. Người ta ca ngợi đường lối của đảng, ngày nào đảng cũng tốt, đảng lúc nào cũng tuyệt vời, không bao giờ đảng sai hết. Bây giờ đối với Nguyên mấy bác nào về tìm một bác Red Bull nào mà dám lên nói đảng đi không đúng đường đi. Chỉ Nguyên một người duy nhất thôi. Chỉ Nguyên một người duy nhất. Mấy bác tìm ra cho Nguyên một người duy nhất đi. Bây giờ trên tất cả diễn đàn hàng triệu người, có một bác Red Bull nào dám lên nói cái đường lối của đảng là không chính xác không? Có ông bà nào dám nói không? Uống ngộ gì? Đảng là phải chính xác à? Đảng không được quyền sai à? Đảng là thần là tiên à? Nên là nếu mấy bác thích nghe những điều đó, những cái điều nịnh bợ, thì mấy bác hãy nên vào trong cái trang Red Bull đó. Thì mấy bác sẽ nghe là đã tai lắm, sướng tai lắm. Nó bắt nghe trời ơi nó ca ngợi sướng lỗ tai luôn. Vậy chạy vô đây nghe những lời trái chiều làm cái gì? Khi ở đây không ai bảo vệ đảng hết. Nguyên đã nói là chủ trương báo chí thông tin của Nguyên là chống đảng mà không phải là chống một đảng. Đảng nào cũng chống hết. Đã nói là đảng nào cũng chống. Bởi vì hiện bây giờ đảng Cộng sản là đang nắm quyền Việt Nam. Một ngày nào đó đảng Cộng sản không còn tồn tại Việt Nam, một cái đảng khác lên, thì Nguyên cũng chấm như vậy thôi. Vì báo của Nguyên là không phải báo bưng bô. Báo của Nguyên là báo dân dân. Biết báo dân dân không? Là đặt cái quyền lợi của dân lên hàng đầu. Nguyên không đi bưng bô chính phủ.